Các khán giả đang tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp sáng nay của đài IBC qua phần trình bày của sứ ngôn viên Bảo Khanh và Tuyết Nha. Thưa quý vị, Australia đã đạt được thỏa thuận với Trung Quốc giải quyết tranh chấp lúa mạch. Ngoại trưởng Australia Penny Wong cho biết, Australia đạt được thỏa thuận với trung quốc để giải quyết tranh chấp về nhập cảng lúa mạch một dấu hiệu mới nhất cho thấy ban giao được cải thiện giữa hai nước bà con đã phát biểu trong cuộc họp báo australia sẽ đình chỉ vụ kiện của mình tại tổ chức thương mại thế giới trong khi trung quốc tiến hành xem xét những mức thuế áp đặt đối với ngũ cốc bà con nói trung quốc đồng ý thực hiện đánh giá nhanh những mức thuế áp dụng đối với lúa mạch trong khoảng thời gian 3 tháng có thể kéo dài tới tháng thứ tư nếu cần bà nói thêm chính phủ mong đợi kết quả tương tự trong tranh chấp thứ hai về thuế rượu vang Australia đã để đơn khiếu nại chính thức lên WTO vào năm 2020 về những khoản thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp do Trung Quốc áp đặt đối với lúa mạch của Australia, một trong những nguyên nhân gây xích mít giữa hai nước trong những năm gần đây. Kính thưa quý vị, Alibaba ra mắt Tongyi là một mẫu AI tương tự như là ChatGPT. Tập đoàn Alibaba ra mắt công cụ AI là một trí tuệ nhân tạo tương tự với chat GPT với một kế hoạch tích hợp và toàn bộ sản phẩm, giữa lúc các công ty công nghệ của Trung Quốc chạy đua cạnh tranh với Hoa Kỳ trong lĩnh vực này. Sản phẩm AI của Alibaba có tên là Thông Nghĩa Thiên Vấn, tiếng Trung Hoa là Tong Yi Wen. Đây là một chatbot, chương trình máy tính bắt chước ngôn ngữ của con người và đã được đào tạo bằng phương pháp học máy tương tự như là chat GPT. Các chatbot này có thể trả lời những câu hỏi phức tạp, viết bài dài với nhiều chi tiết, thậm chí là làm lập trình. Alibaba là một công ty mới nhất của Trung Quốc, giới thiệu đối thủ cạnh tranh với chat GPT, sản phẩm AI do công ty khởi nghiệp OpenAI của Hoa Kỳ tạo ra, và đã gây tiếng vang mạnh mẽ trên toàn cầu từ cuối năm ngoái. Trước Alibaba, Baidu cũng đã ra mắt Ernie và SenseTime trình làng SenseChat, là những chatbot ứng dụng công nghệ tương tự như là chat GPT. Phản hồi ban đầu mà người dùng đăng tải trên trang mạng đã cho thấy, chatbot này có thể viết thơ bằng cả tiếng Trung Hoa và tiếng Pháp, cũng như là giải các bài toán cơ bản, nhưng cũng gặp khó khăn với các logic đơn giản. Khi một người dùng họ dùng hỏi chat GPT của Alibaba là cách xào bê tông cốt thép, nó đã đưa ra một công thức bao gồm việc cắt bê tông thành từng miếng nhỏ tương tự như Oni và Bayou, thì đã khuyên người dùng kết hợp bê tông với tỏi, hành và ớt và nói rằng bê tông là một nguyên liệu rất đặc biệt, có kết cấu độc đáo. Công nghệ AI có thể làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng và chia rẽ trên thế giới. Tại sao lại có điều này thưa quý vị? Andreas Keller, người đứng đầu bộ phận giáo dục của tổ chức hợp tác phát triển kinh tế OECD đã cho biết, trí tuệ nhân tạo AI có thể làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng và chia rẽ. Khi chia sẻ những mối quan tâm đối với công nghệ này trong cuộc phỏng vấn với mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc là CGTN, phúc trình mới nhất của OECD cho thấy, trí tuệ nhân tạo vượt qua 90% người trưởng thành OECD về khả năng đọc viết và 80% về số học khó. Skegjer, người đứng đầu bộ phận giáo dục và kỹ năng của OECD, đồng thời được biết đến là cha đẻ của những bài kiểm tra chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA, cảnh báo về khoảng cách kỹ năng kỹ thuật số có thể xảy ra và thế giới quan có thể bị bóp méo do AI mang lại. Skyler tin rằng sự phân chia và khoảng cách thông tin có thể xảy ra là một trong những thách thức cơ bản do AI mang đến. Công ty Grab vào ngày 12 tháng 4 sẽ hoàn thành chỉnh bản đồ sai lệch chủ quyền Việt Nam. Việc chỉnh sửa thông tin sai lệch về chủ quyền của Việt Nam trên bản đồ ứng dụng Grab sẽ hoàn tất trong ngày 12 tháng 4. Grab Việt Nam đã ra thông báo như vừa nêu và truyền thông nhà nước cũng loan tin vào ngày 11 tháng 4. Theo đó thì công ty này đang chủ động làm việc với các đối tác cung cấp bản đồ để giải quyết theo mức độ ưu tiên cao nhất đại diện của Grab Việt Nam được dẫn phát biểu một lần giữa Grab đã khẳng định sự việc này hoàn toàn không có liên quan đến sự tôn trọng của Grab đối với đất nước và người dân Việt Nam. Vào cuối tuần qua, bản đồ của ứng dụng Grab đã được người dùng cho biết là đã đưa tên các hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa theo tiếng Trung. Theo đó, thì một số thực thể như là đá Subi, đá Châu Viên, đá Vành Khăn đều ghi tên của Trung Quốc và đá chữ thập bị chú thích là Manas District hay là quận Nam Sa. Đây là một đơn vị hành chính mà Việt Nam phản đối vì cho rằng Trung Quốc lập nên một cách trái phép. Đảo Ba Đình và Bãi Bàn Thang cũng bị hiển thị sai tên với chú thích của Đài Loan. Đến chiều ngày 10 tháng 4, cả hai bản đồ ứng dụng trên Grab với nền tảng của Android và iOS cũng đã được chỉnh sửa. Sau khi bản đồ của ứng dụng Grab bị phát hiện sử dụng tên Trung Quốc, đã cho nhiều đảo và đá tại Biển Đông như vừa nêu trên, thì một đại diện của Grab cho Việt Nam, Net, đã biết là hãng này đã nắm được việc và đã tích cực làm việc đối với các nhà cung cấp bản đồ để giải quyết. Chấm dứt một dự án nhiệt điện trị giá hơn 2 tỷ Mỹ Kim tại Quảng Trị. Dự án nhiệt điện chạy thang trị giá hơn 2 tỷ Mỹ Kim tại Quảng Trị đã chấm dứt thực hiện việc khó khăn thu xếp nguồn vốn và cam kết giảm phát thải của Việt Nam với thế giới. Báo chí cho biết quyết định này được đưa ra trong cuộc họp vào ngày 11 tháng 4 giữa Quản trị và Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan, Công ty đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện Quản trị. Dự án này có công suất 1.200 MW được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho EGATI đầu tư vào ngày 12.8.2013, với tổng mức vốn đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng, tương đương hơn 2 tỷ rưỡi Mỹ Kim. Quản trị xác định đây là một trong những dự án động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Tuy nhiên, sau nhiều năm, dự án vẫn không thể khai triển. Theo truyền thông trong cuộc họp vừa ra, ông Bunit Omosiropap, phó chủ tịch điều hành, quyền tổng giám đốc của Igati cho biết, tháng 10 năm ngoái vừa qua, trong diễn đàn năng lượng Việt Nam-Thái Lan lần thứ hai tổ chức tại Thái Lan, Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Năng lượng Thái Lan đã có cuộc họp về tiến độ dự án nhà máy nhiệt điện quản trị do Igati làm chủ về mặt đầu tư. Xem xét những yếu tố trong việc thu xếp nguồn vốn và cam kết giảm phát thải ròng bằng zero tới năm 2050 của chính phủ hai nước, Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan đã xác nhận dừng phát triển dự án và sớm có văn bản chính thức để gửi cho giới chức Việt Nam. Kính thưa quý vị, bay qua những ngọn núi phủ đầy tuyết ở Three Valleys của Pháp, Khu phức hợp trực tuyết Three Valleys ở trung tâm dãy núi Alps của Pháp là một trong những khu trực tuyết thuộc loại này lớn nhất thế giới, đạt tới 6 triệu người ghé thăm hàng năm khoảng 600 km, tức là khoảng 375 dặm đường Pistes uốn khúc, quanh qua các khung lũng bao quanh khu nghỉ dưỡng chính là Maribel, Crochavo và Val Torrens, nơi có những núi phủ đầy tuyết và những con đường trượt mềm không đổi. Thưa quý khán giả và bản tin vừa qua cũng kết thúc chương trình tin tức tổng hợp sáng nay của đài IBC với phần trình bày của sư ngôn viên Bảo Khanh và Tuyết Nha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt là IBC Home Shopping với rất nhiều những sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên để chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình chúng ta. Mọi chi tiết kính mời quý vị liên lạc về số điện thoại rất quen thuộc là 7148925717 hay có thể shop online dễ dàng qua trang mạng ibchomeshopping.com và xin chúc cho quý vị có một ngày an lạc và hạnh phúc xin thân ái kính chào quý vị